Ui, dễ dàng. Ui, tuyệt vời chưa? Thành ghế luôn anh, thành giường luôn anh ơi. Thành giường luôn rồi. Ui. Mà cái này không phải là kéo ở gầm ra đâu, mà cũng không dùng cái lưng này. Không dùng cái lưng này, đấy, nó lạ, độc lạ đấy. Chỉ cần nhấc tay lên là thành cái giường luôn này. Cái mẫu này là mình sẽ dành riêng cho những khách là yêu thích sự sang trọng này. Và đúng mới rồi. Mẻ và độc lạ. Độc lạ thế thì em phải giới thiệu luôn cho khách anh nhỉ? Đúng rồi, phải giới thiệu luôn em ạ. Vâng, ok anh.